Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU nên bỏ Sancho lấy số 10, hay nhất Premier League. Chuyện thật như đùa, Rashford sẽ chia tay Man United. Sai lầm của De Gea đang thử thách Ole Gunnar Solskjaer. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ed Woodward cần mạnh tay, MU nên bỏ Sancho lấy số 10 hay nhất Premier League. Sau một phiên chợ đông đầy yên ắng, Man United đã dục dịch trở lại với những mục tiêu lớn cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh Ole Gunnar Solskjaer đang xây dựng Man United thành một đội bóng cạnh tranh cho danh hiệu, Ed Woodward hiểu rằng ông cần phải bổ sung thêm nhân sự. Nhiều nguồn tin tiết lộ Man United vẫn dành sự quan tâm cho Jadon Sancho của Borussia Dortmund. Trong khi đó, thương vụ khác mà họ đang theo đuổi là Jack Grealish gặp biến cố lớn khi Aston Villa chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ này theo 90 Min. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy Man United cần tập trung vào việc chiêu mộ Jack Grealish thay vì một Sancho luôn bị hết giá quá cao. Thời điểm này, không ngoa khi nhận định Jack Grealish là một số 10 xuất sắc nhất tại Premier League. Sau 21 trận ra sân tại Premier League từ đầu mùa, Jack Grealish ghi được 6 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo. Thất bại trong nỗ lực ký hợp đồng với Jadon Sancho vào năm ngoái, Ed Woodward có cơ hội được chuộc lỗi bằng cách mang về Jack Grealish về Old Trafford. Cầu thủ 25 tuổi, người chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, không giấu giếm mong muốn chuyển đến khoác áo Man United trong quá khứ, mặc dù động thái này không thành hiện thực và anh đã ký hợp đồng gia hạn tại Villa Park. Nhưng điểm mấu chốt của thương vụ này nằm ở chỗ mức giá chuyển nhượng của Jack Grealish. Nếu muốn biến quỷ đỏ thành ứng cử viên vô địch thực sự, Ed Woodward cần phải đưa cho Aston Villa một lời đề nghị béo bở mà họ không thể từ chối. Thực tế cho thấy, dù phong độ của Aston Villa trôi sụt thế nào từ đầu mùa, Jack Grealish vẫn luôn thi đấu rất hay mỗi khi ra sân. Thống kê từ StatMandev chỉ ra rằng, ở mùa giải năm nay, Jack Grealish là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất, 71 lần. Anh cũng dẫn đầu là cầu thủ có nhiều pha chuyền bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương thành công nhiều nhất, tạo ra nhiều cơ hội ở các tình huống bóng mở nhiều nhất và đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng cao nhất. Aston Villa chỉ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị ít nhất 80 triệu bảng. Đó là một con số khổng lồ nhưng rõ ràng Jack Grealish đã và đang chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng. Nếu Man United chiêu mộ thành công Jack Grealish, sức tấn công của họ sẽ được gia tăng đáng kể. Chuyện thật như đùa, Rashford sẽ chia tay Man United. Marcus Rashford từ lâu đã được xem là một báu vật của Manchester United. Kể từ khi được Louis van Gaal đôn lên đội 1, tiền đạo người Anh đã ra sân 249 trận và ghi được 83 bàn. Ở mùa giải này, tính riêng ở đấu trường Premier League, anh đã có 8 lần sút tung mảnh lưới đối phương, giúp Brad Devin đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trong màu áo Manchester United, thật khó để tin rằng Marcus Rashford sẽ rời Old Trafford. Bản thân chàng trai 23 tuổi cũng chưa từng bày tỏ ý định đào tàu khỏi nhà hát của những giấc mơ. Song, trong ngày hôm nay, trang Tutto Mercato Web bất ngờ đưa tin Juventus đang lên kế hoạch đưa báu vật của Red Devil về Allianz Stadium. Chắc chắn, lão phu nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hoàn tất thương vụ này bởi Manchester United sẽ giữ chân Marcus Rashford bằng mọi giá. Tuy nhiên, trong một mùa giải đầy biến động, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vậy nên, có nhiều lý do để tin rằng Juventus sẽ thành công trong việc chiêu mộ tiền đạo người Anh nếu họ thực sự tỏ ra quyết tâm. Thứ nhất, trong quãng thời gian khoác áo Manchester United, Marcus Rashford đã giành được một FA Cup, một Carabao Cup, một FA Community Shield và một Europa League. Tuy nhiên, ở những giải đấu quan trọng hơn như Premier League và UEFA Champions League, Red Devil vẫn chưa được xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Nếu cập bến Allianz Stadium, việc giành danh hiệu của Marcus Rashford sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi Juventus đang được xem là kẻ thống trị Serie A và luôn tỏ ra khao khát trong việc chinh phục đấu trường danh giá nhất châu Âu. Thứ hai, tại Juventus, Marcus Rashford sẽ có cơ hội sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, anh hoàn toàn có thể tiếp tục được chơi bóng cùng Paul Pogba thêm một lần nữa bởi Bianconeri luôn coi tiền vệ người Pháp là mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong những mùa giải gần đây. Ở tuổi 23, Marcus Rashford hoàn toàn đủ khả năng phục vụ cho bản kế hoạch dài hạn của Juventus. Rõ ràng, ở Allianz Stadium, số 10 của Manchester United sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Thứ ba, vấn đề lớn nhất ngăn cản Juventus vào thời điểm hiện tại chính là tài chính. Đại dịch Covid-19 càng khiến cho Bianconeri không thể chi số tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi nếu như họ chấp nhận bán Paulo Dybala, cái tên không còn phù hợp với kế hoạch của huấn luyện viên Andrea Pirlo. Lão phu nhân cũng có thể đặt La Gioia lên bàn đàm phán để thuyết phục Manchester United nhượng lại Marcus Rashford. Sau tất cả, việc Marcus Rashford rời Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên nếu chủ quan, Manchester United sẽ ôm hận. Sai lầm của De Gea đang thử thách Solskjaer.
Chiến lược gia người Na Uy đứng trước lựa chọn khó khi thủ môn số 1 đội bóng không còn cho người ta niềm tin rằng anh có thể đưa Manchester United vươn tới đỉnh cao. Mùa hè tới đánh dấu tròn một thập niên David De Gea thi đấu tại Old Trafford. Từ vị thế một thủ môn trẻ nhiều tiềm năng của Atlético Madrid, De Gea đã vươn mình trở thành một trong những người gác đèn hay nhất thế giới tại MU. Anh là công thần của Quỷ Đỏ và trong nhiều giai đoạn thăng trầm, không khác gì người hùng của đội bóng. Nhưng mọi chuyện giờ đã thay đổi. Hai năm qua, thủ môn người Tây Ban Nha đã mất đi phần nào hào quang người hùng trong quá khứ. De Gea không còn là điểm tựa vững chắc. Cùng với thủ quân Harry Maguire, De Gea được xem là hai trụ cột đá tệ nhất của MU trong trận hòa Everton 3 đều cuối tuần qua. Đó là một trận đấu mà lẽ ra MU nên có 3 điểm, không chỉ vì họ đã chơi hay hơn đối thủ hay dẫn bàn đến phút thứ 94. MU không thể thắng vì sai lầm đáng trách của trụ cột hàng thủ. Hai trong số 3 bàn thua của Quỷ Đỏ trước Everton có lỗi của De Gea. Sau cú căng ngang của Dominic Calvert-Lewin, thủ môn người Tây Ban Nha để bóng đúng vào chân của Doucouré. Tiền vệ người Everton đã ghi được bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp, giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, De Gea bị chê lao ra chậm để Dominic Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa 3 đều. De Gea đã không nỗ lực lao ra, Gary Neville phân tích trên Sky Sports. Mọi đội bóng luôn cần một cầu thủ luôn sẵn sàng đối đầu với tiền đạo đối phương. Đây không phải một ngày thi đấu tốt của David. De Gea từng được so sánh với Peter Schmeichel hay Van der Sar. Đó là một phép so sánh có lý. De Gea từng được coi là một trong những thủ môn hay nhất, từng đứng trong khung gỗ MU. Nhưng 2 năm trở lại đây, De Gea bắt đầu sa sút. Anh phạm nhiều sai lầm sơ đẳng. Dù đã có một thập niên thi đấu tại Old Trafford, De Gea không cho thấy sự cải uy trong khung thành như hai huyền thoại kể trên. Gary Neville rõ ràng đã bóng gió về sự thiếu dũng cảm hoặc dứt khoát của De Gea trong bàn thua cuối trận. Người đồng đội cũ của Neville, Paul Scholes thì thẳng thắn hơn. Thủ môn đang là vấn đề của MU, Scholes phân tích trên BT Sport. Cậu ta mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Ở bàn thua thứ hai, cậu ta gần như đã nhảy ra hướng khác, ít nhất hãy thử cho thấy sự dũng cảm. De Gea từng là người truyền cảm hứng ở Old Trafford. MU từng chạm đáy thất vọng thời kỳ hậu Sir Alex. Những pha bay nhảy và cản phá xuất thân của De Gea giúp níu lại hy vọng cho MU. Đội bóng này ít nhất vẫn có một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Điều đó giờ không còn nữa. Trước trận gặp Everton, De Gea cũng mắc sai lầm trong trận thua Sheffield United. Mùa này, De Gea ít phạm sai lầm ngớ ngẩn hơn giai đoạn trước. Thay vào đó, thủ môn này sa sút ở khía cạnh khác. Mùa này, De Gea đang có tỷ lệ cứu thua nằm ở mức 60,9%, tệ thứ nhì trong số các thủ môn bắt nhiều hơn 15 trận tại ngoại hạng Anh. Chỉ có Rui Patricio của Wolves là có khả năng cản phá tệ hơn De Gea với 59,7%. Tình huống Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa 3 đều không phải lần đầu ở mùa này. De Gea gặp vấn đề trong việc lao ra khi đối mặt với các tiền đạo đối thủ. Trong trận thua Leipzig ở vòng bảng Champions League mùa này, De Gea cũng không còn cho thấy khả năng phản xạ trong các pha 1-1. Đến lúc Henderson được trao cơ hội. Sự thiếu ổn định của De Gea có thể khiến MU phải trả giá trên con đường trở lại đỉnh cao. Eric Daly, cựu huấn luyện viên thủ môn từng làm việc với De Gea tại Old Trafford, thừa nhận rằng thủ môn của MU đã sa sút nhiều trong 2 năm trở lại đây. De Gea không còn mang lại sự tin tưởng cho đội bóng, hãy chọn Henderson, MN bình luận. Thời kỳ hoàng kim của De Gea đã qua đi, cây viết Oliver Horst gay gắt. Khi De Gea không còn giữ được phong độ tốt nhất, những sự chú ý được đổ dồn về Dan Henderson. Henderson trẻ, là người Anh, trưởng thành từ học viện đào tạo của MU. Anh được gọi về với lời hứa sẽ trao cơ hội từ huấn luyện viên Solskjaer và ban lãnh đạo đội bóng. Mùa này, Henderson đã bắt tổng cộng 10 trận cho MU trên mọi đấu trường. Người gác đèn sinh năm 1997 có 3 lần bắt ở ngoại hạng Anh, 1 lần bắt ở Champions League. Trong nhiều bài phát biểu gần đây, Henderson không giấu sự thất vọng khi hiếm khi được bắt chính ở Champions League hay Premier League. Được học hỏi và tập luyện cùng những người giỏi sẽ tốt, nhưng tôi không có cảm giác mọi chuyện với mình sẽ thay đổi, Henderson bóng gió hồi tháng 12 năm ngoái. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Henderson còn cần phải kiểm chứng, nhưng rõ ràng sự khao khát khẳng định bản thân của thủ môn người Anh có thể giúp MU tốt hơn De Gea lúc này. Một thập niên qua, vị trí của De Gea hiếm khi bị đe dọa, nhưng tình thế giờ đã thay đổi. MU đang có cơ hội lớn trở lại đỉnh cao sau nhiều năm. Hàng thủ giờ đã trở thành nhược điểm lớn của họ. Trong bài phát biểu sau trận hòa Everton, Solskjaer đã phải bảo vệ De Gea. Điều này không có gì mới nếu chúng ta nhìn vào cách Ole Gunnar Solskjaer đã phản ứng sau mỗi sai lầm của De Gea mùa trước. Solskjaer luôn bảo vệ thủ môn người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc De Gea bất ổn về mặt phong độ và tâm lý có thể khiến MU gặp thất thế trên con đường trở lại vị thế hàng đầu nước Anh. Quyết định lúc này thuộc về Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy đang đứng trước bài toán khó. MU đón cơn lốc đường biên chia lửa cho Wan-Bissaka. Man United đã dành sự quan tâm cho tài năng trẻ Norwich Mark Aaron, theo nguồn tin từ ESPN. Cầu thủ 21 tuổi thường xuyên cho thấy màn trình diễn ấn tượng kể từ khi gia nhập đội 1 Norwich.
Sau khi cùng chim hoàng yến xuống hạng, Aaron tiếp tục phát triển bản thân và trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Championship. Chính vì thế, Aaron nhanh chóng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên bên phía Quỷ Đỏ. Dự kiến vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ sẽ khởi động quá trình đàm phán để đưa Aaron về Old Trafford. Sự có mặt của Aaron được kỳ vọng sẽ làm tăng sự cạnh tranh cho hành lang cánh phải, tạo ra mối quan hệ đôi bên cùng có lợi như Luxor và Alex Telles. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!